Rắp đầy sông núi, anh em ta rắp đầy sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thể chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thể chết cho quê hương. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016, và là buổi phát thanh lần thứ 1872 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Mời quý thính giả cùng theo dõi những tin chính sau đây. Hà Nội sẽ công bố nguyên nhân cá chết vào ngày mai. Giới thanh tra Việt Nam đề nghị hợp pháp hóa tệ nạn quan chức nhận hối lộ. Nhiều băng đảng khét tiếng đang trú đóng tại Sài Gòn. Trung Cộng đe dọa tấn chiếm đảo Cỏ Mây từ tay Philippines. Thủ tướng quân Việt Thái Lan cương quyết không từ chức. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ giữ nguyên quyền tự do phá thai. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Tiếp nối là chuyên mục Chuyện nước non mình, tác giả Mẹ Nắm qua bài viết Cá tiếp tục chết, Thủ tướng có tâm tư không? Tác giả cùng đau với nỗi đau của đồng bào trước thảm họa cá chết mỗi ngày mỗi tăng và thấy xấu hổ cho sự hèn hạ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cố tình phớt lờ, cố tình tránh né các câu hỏi của người dân về thảm họa cá chết. Giữa chương trình, tác giả Nguyễn Văn Do lại càng chỉ rõ hơn cho chúng ta thấy sự nhu nhược, yếu hèn của Cộng sản Việt Nam trước những tai ương đang đè lên dân Việt, cũng như người dân đang phải đối mặt với mối đe dọa từ phía Trung Cộng. Mời quý vị cùng đón nghe bài viết Giá mà cụ rùa đừng chết của tác giả Nguyễn Văn Do trong tiết mục Đất nước đứng lên để thấy rõ hơn về sự kiện này. Và thưa quý thính giả, tác giả thiện ý với bài bình luận Lãnh đạo đảng và nhà nước vô cảm đến thế đã cùng chưa cũng sẽ khép lại chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Đặc biệt, chương trình hôm nay được sự bảo trợ của ông Phạm Quang và nhóm bạn trẻ cư ngụ tại Greenville, South Carolina. Đồng thời, để vinh danh ông Lê Phúc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Bá Cơ. Sau 3 tháng diễn ra thảm họa cá chết ở ven biển miền Trung, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ công bố nguyên nhân dẫn đến thảm họa này trong cuộc họp báo vào ngày mai. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì việc công bố này là Tổng cục Chính trị của Bộ Công an, chứ không phải Bộ Tài nguyên Môi trường. Khi công bố nguyên nhân, thì sẽ công bố luôn thủ phạm là ai. Cần nhắc lại là thảm họa cá chết đã diễn ra từ tháng 4 vừa qua, mà mọi chỉ dấu cho thấy thủ phạm chính là nhà máy sắt thép Formosa cũ ở khu Vũng Áng, Hà Tĩnh đã xả những chất độc hại qua đường ống ngầm dài 1,5 cây dưới biển. Vào tháng 5, Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam tuyên bố là đã tìm ra được nguyên nhân nhưng chưa thể công bố vì vẫn còn tranh cãi, đồng thời hứa hẹn sẽ công bố minh bạch vào tháng 6 này. Thảm họa cá chết gây điêu đứng cho hàng triệu người dân ở miền Trung, cũng dẫn đến nhiều cuộc xuống đường kêu gọi bảo vệ môi trường trên toàn quốc, nhưng đã bị bạo quyền Hà Nội đàn áp một cách tàn bạo, khiến dư luận càng thêm chú ý. Đáng chú ý hơn nữa là lời loan báo của Bộ Công an Việt Nam vào hôm qua, diễn ra cùng lúc với chuyến viếng thăm Hà Nội của Chủ tịch Quốc hội Trung Cộng, Dương Khiết Trì. Một số quan sát viên cho rằng, sau 3 tháng thảo luận, nhà cầm quyền hai nước Việt Hoa có lẽ đã đạt được sự đồng thuận về việc hy sinh nhà máy Formosa để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân Việt về thảm họa cá chết. Cơ quan thanh tra Việt Nam vừa đưa ra đề nghị sửa đổi luật bài trừ tham nhũng. Theo đó, thì giới quan chức và công chức được cho phép nhận quà tặng có giá trị dưới 2 triệu đồng, và nếu trên 2 triệu đồng thì phải giao nộp cho cơ quan mà mình đang làm việc. Tuy đề nghị trên không nói rõ là mỗi ngày được phép nhận bao nhiêu phong bì hay quà tặng có giá trị như thế, nhưng lại ghi rõ là những quan chức nào giao nộp các món quà tặng sẽ được ưu tiên mua lại số quà này khi cơ quan hay đơn vị mang ra bán đấu giá để kiếm tiền bỏ vào công quỹ. Ngoài ra, dự thảo luật nói trên cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
có trách nhiệm kiểm soát tài sản của các thành viên Bộ Chính trị, Quốc hội, Chủ tịch nước và các ban ngành trực thuộc Trung ương. Bản dự thảo cũng phân công trách nhiệm cho từng cơ quan như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Nhà nước, Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao, Ủy ban Kiểm toán Nhà nước và hàng loạt cơ quan khác trong việc bài trừ quốc nạn tham nhũng.